Hello, mình chào này, chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ ngày bãi nha. Hôm nay em lên clip tiếp theo, clip số 60, bao gồm khá là nhiều các cái mặt hàng đồ ngày bãi nhập Mỹ rất là chất lượng luôn. Anh em theo dõi thấy món hàng nào ưng ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn, mã số và giá cả công khai của sản phẩm em dán bên trên. Anh em xem video, nhìn vào video sẽ thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Về chi tiết cấu tạo ngoại hình cũng như là kích thước thực tế của sản phẩm thì anh em xem trong video giúp em nha. Em sẽ quay rất là rõ ràng luôn. Anh em thấy cái sản phẩm đó vừa ý, mình ủng hộ em bằng cách chốt hàng giúp em qua số điện thoại hoặc là Zalo của em 0896996883. Và khi chốt hàng, anh em báo giùm em mã số sản phẩm cộng mã số clip giúp em. Ví dụ clip hôm nay là số 60, anh em mình chốt mã số 1 thì báo giùm em mã số 1 clip 60, hoặc là chốt mã số 2, báo giùm em mã số 2 clip 60. Và tương tự cho tất cả các mã sản phẩm có trong video nha. Sau đây em giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1, em có một số cái con ốc ha, bằng đồng nha nè. Con này thì nó có cái size khá là lớn so với các cái video trước em bán nha. Và một túi như thế này là 200g nha em, 200g bao gồm một số ốc đây. Nó giống nhau hết nha em, giống nhau về kích thước hết nha. Chất liệu là bằng đồng ha, rất là dày dặn luôn ạ. Rồi, em sẽ đo cái kích thước của một con để giới thiệu đến anh em mình nha. Em sẽ bỏ trong túi này cho nó gọn. Con này thì em đo được cái chiều dài của nó là khoảng 11-12 ly nha, khoảng đó nha em. Rồi, cái đường kính của bề mặt của nó thì em đo được đường kính là 11 ly nha, 11 ly. Rồi, cái ren này nè, em đo cái ren ngòi ha, ren ngòi của cái chân ốc này là 6 ly. Size khá là lớn nha. Anh em mình có sử dụng đến cái size ốc này, anh em ủng hộ em nha. Nó là dạng ốc có một cái dấu ngang như thế này để anh em mình sử dụng các cái mũi vít trừ ha. Rồi, một túi em đang có là 200g nha anh em, 200g ha. Cũng giống như các cái túi ốc trước em bán là 200g mỗi túi. Tuy nhiên cái size này nó hơi lớn và nó rất là nặng nha, nên là cái số lượng nó không có nhiều bằng những cái con nhỏ trước anh em ha. Rồi, anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Mã số 1 ạ, clip nó hơi chói tí anh em. Mã số 1, clip số 60, giá 120.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 2, một công cụ bằng màu, là một cái cờ lê anh em, một cờ lê của hãng Bilon ha. Cờ lê của hãng Bilon bằng đồng. Bilon là một cái thương hiệu của Nhật chuyên về các cái dụng cụ bằng đồng nha nè. Cái dụng cụ an toàn ha, chất liệu bằng đồng. Thì cây này nó có một cái đầu khóa vòng, một đầu khóa vòng. Tình trạng thì em thấy còn rất là đẹp nha nè, còn rất là đẹp nguyên vẹn hết luôn ha. Đó. Và các cái răng khóa còn rất đẹp ạ. Có thể chưa dùng hoặc là dùng lướt thôi nè. Con này là đầu số 19 nha nè, số 19 nha. Đó, anh em thấy phù hợp với nhu cầu để mình mua về sưu tầm, hoặc là anh em mình hay sử dụng số 19 này mà còn cái chất liệu bằng đồng kháng gỉ thì anh em có thể ủng hộ em nha. Chiều dài của nó là 25cm, giá 150.000. Anh em chốt hàng báo giùm em mã số 2, clip 60 ạ. Em qua mã tiếp theo. Mã số 3, em có một con dao bếp anh em, hàng Nhật nha. Con này thì em thấy cái logo của nó đây, đó anh em tham khảo nha. Cái mộc trên này em thấy giống như mình khắc thủ công anh em. Về tình trạng lưỡi thì em thấy con này phần lưỡi còn khá là đẹp ha. Đây, ở đây có cái dập cái thông tin gì nữa nè anh em. Về dao á, thì thật sự là em không rành nha, em không rành đâu. Anh em mình chuyên sử dụng những dao Nhật, anh em đầu bếp đó,
mình thấy quen biết những cái thương hiệu này ha, hoặc là mình ưng ý thì mình ủng hộ em nha. Về dao hoặc là các thương hiệu về dao thì thật sự em không rành lắm đâu, em chỉ thấy là cái sản phẩm nó nguyên vẹn ha, phần lưỡi nó còn sắc bén, còn ok để mình tiếp tục sử dụng thì em giới thiệu đến anh em nha. Rồi, cái phần cán thì được ốp gỗ như nè, đây chất liệu gỗ ha, đinh tán rất là chắc chắn luôn. Rồi về phần lưỡi dao nè, em thấy lưỡi con này thì đẹp nha, cái này là lưỡi bên em cũng chưa có mài dũa gì hết nha, em mua về như thế nào em để như thế đó, anh em mình về mình mài dũa cho bén ngọt mình sử dụng nha. Con này thì em đo được kích thước, tổng kích thước của nó là 29,5 cm, riêng về với cái phần lưỡi thì 17 cm nha em. Và cái bảng rộng lớn nhất ở cái phần gần chui này thì em đo được là 4,5 cm ạ. Độ dài của phần sóng dao ở vị trí lớn nhất nha, thì em đo được khoảng là 1,5 ly. Một con dao thái size trung ha, cầm rất là vừa vặn luôn. Đây, những con này thì cái chất thép của nó rất là bén nha nè. Rồi khi nó bén rồi thì nó sẽ bén rất là lâu, anh em mình sử dụng nó lâu bị lục lại đó. Đó, nên anh em dùng rất là bền nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 3, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 4, ở đây em có một cặp vít của nhà về sale ha. Đây, một cặp vít của em bao gồm một cây vít 3 ke BH2 và một cây vít dẹp. Cả hai cây này đều là dòng quẹt xeo non slip nha nè, hàng của Nhật ha. Và hai cây này là dạng vít có đầu đóng nha, có đầu đóng, rất là xịn sò luôn, cầm lên rất là chắc tay nha nè. Cây 3 ke thì ở phần chui của nó sẽ có ký hiệu màu đỏ. Cây này thì ký hiệu của nó là màu xanh ha. Chiều dài của cặp vít này thì chiều dài của mỗi cây em đo được là 22,5 cm ạ. Rồi, cấu tạo của nó thì phần cán được làm bằng nhựa nha nè, được làm bằng nhựa ha. Tình trạng còn khá là đẹp, nguyên vẹn luôn. Đấy, trên này có thông tin ha, về sale Japan. Cây này thì còn luôn cái tem nè nè. Trên bề mặt có những vết cấn xước nhẹ nha nè, không đáng kể đâu. Rồi, đầu đóng thì rất là đẹp, cho thấy là có thể là chưa qua sử dụng hoặc là rất ít sử dụng nha, đầu đóng còn rất đẹp ạ. Rồi, thông tin đây, anh em có thể tham khảo nha. Cây vít 3 ke là 3 ke BH2 và cây vít dẹp là mũi, có bề rộng là 6 ly nha nè. Chủng hàng của Nhật anh em yên tâm ha. Rồi, em quay từng cây cho anh em xem kỹ hơn. Đây, mũi vít đây ạ. Mũi vít còn rất là đẹp luôn, mũi 6 ly nha nè. Rồi, cây 3 ke đây ha. Đây, phần mũi vít đây. Mũi vít của cây 3 ke thì có những cái vết rỉ rỉ nhẹ nha nè. Đây, có thể là hàng bãi để lâu ngày, không có bảo quản đúng cách đó nè, nó bị rỉ nhẹ bề mặt bên ngoài thôi, không đáng kể nha. Này, các cái cạnh là còn rất là ok. Đó, anh em mình về tiếp tục sử dụng là không vấn đề gì ạ. Rồi, một cặp vít này em đang bán với giá là 250.000 ạ. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 4, clip số 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 5, em có một cặp vít, hai cây vít gỗ nha, hai cây vít 3 ke cán gỗ, hàng Nhật bãi nha anh em. Và hai cây này với cái size rất là lớn nha, một cây là BH3 và một cây là BH4. BH4 thì khá là hiếm gặp ha, cũng khá là ít người sử dụng đến cái size lớn này. Tuy nhiên khi mà anh nào mà sử dụng đến cái size lớn này thì anh đó đang còn những cái dụng cụ nó cứng cáp ha,
nó bền bỉ, nó chất lượng để mình vặn mở những cái chi tiết lớn nha, những con ốc lớn. Rồi, một cặp này thì cây ba ke BH3 em đo được chiều dài của nó là 28,5 cm. Cây ba ke BH4 thì em đo được là 35 cm ạ. Cả hai cây đều có cấu tạo giống nhau ha, và phần cán bằng gỗ. Cây này là một cái hãng của Nhật. Tên nó ở đây nè, nó hơi khó đọc một tí nha. Rồi, cây này thì của Vetsell. Cả hai cây đều có đầu hỗ trợ đóng hết đó nha nè. Đó. Trong quá trình anh em mình vặn mở, mình có thể đóng để hỗ trợ cái đầu vít mình nó xoay ha. Em quay từng cây cho anh em xem nha. Thì phần cán bằng gỗ em thấy cũng nguyên vẹn hết luôn ha. Phần chốt đóng thì một số dấu khờn nhẹ thôi, chưa qua sử dụng nhiều. Phần mũi vít này, những cây này thì cái độ cứng của thép nó rất là cao nha anh em. Các cái mũi vít anh em thấy nó còn rất là chất lượng luôn. Các cái cạnh rất là sắc luôn ạ. Rồi, cây ba ke BH4 ha, size rất là lớn luôn. Anh em nào sửa những cái xe hoặc là máy móc thiết bị lớn anh em có thể tham khảo qua nha. Đầu đóng cũng là dùng lướt thôi, tình trạng là còn rất là ok. Này thì nó bị cấn cái phần cán tí nha anh em, không vấn đề gì nha. Rồi, đầu mũi vít này rất là cứng cáp, rất là chất lượng luôn. Rồi, em bán một cặp như thế này ha. Cặp này cầm lên tay rất là nặng anh em. Anh em thấy nó phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Anh em lưu ý giúp em hai size này rất là lớn nha, ba ke BH3 và ba ke BH4 nha nè. Anh em chốt hàng báo giúp em mã 5, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo ha. Mã số 6. Em có một cây vít dẹp của nhà KTC nha nè. Một cây vít dẹp size khá là lớn nha. Rồi, cây này thì hình thức nó khá nha nè. Nó khá thôi. Tuy nhiên cây này á, là nó kiểu mà nó đúc liền khối phần vít đến phần cán đóng luôn nè nè. Đây. Rồi, ở giữa thì họ làm cái phần tay cầm á, là bằng nhựa nha. Bằng nhựa. Này, của nhà KTC. Cây này thì anh em dùng để khui nạy hoặc là đục gì thì em thấy khá là chất lượng nha. Cầm lên khá là nặng tay luôn á nè. Đây, đầu mũi của nó đây. Rất là dày ạ. Và anh em thấy những cái dấu này nè, này nó bị chóc với nước xi thôi. Chứ phần mũi nó không bị mẻ, không bị hư hỏng gì hết nha. Chóc xi thôi ạ. Rồi, phần cán thì trên bề mặt có vị trí nó bị cấn với hỏng nhẹ thôi, không vấn đề gì đâu anh em. Rồi, cây này thì em đo được tổng chiều dài của nó là 28 cm nha, rất là lớn ạ. Và cái bản rộng của vít là 10 ly nha em. Rồi, cầm lên rất là nặng ạ. Anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Mã 6, clip số 60, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 7, em có một cái đầu góc hẹp ha, một đầu kết nối, đầu nối
đầu nối bu lông. Trong những cái góc hẹp, những cái trường hợp vị trí nó hẹp, vị trí nó bị góc á, anh em mình sử dụng qua cái đầu nối này ha. Cây này thì tình trạng còn rất là đẹp luôn anh em, của nhà KTC, hàng của Nhật ạ. Đây, KTC ha. Và đầu nối này nó có cái đầu vào và cái đầu ra đều là 3/8 nha anh em. Rồi ở giữa thì nó có dạng xoắn lò xo như thế này, anh em có thể bẻ góc ha. Rồi chuyển hướng đây, rất là dẻo dai luôn, độ bền thì cực kỳ cao, chất liệu thép đen nha nè. Anh em có thể mình sử dụng vào những cái máy bắn ốc, bắn bu lông á, rất là chất lượng luôn nha. Cây này thì chiều dài của nó em đo được là 20 cm ạ. Tình trạng đẹp nha nè, tình trạng đẹp, hàng dùng lướt thôi. Đây em kết nối vào thử cho anh em ha. Đây, rất là chắc chắn luôn ha. Đầu này cho thấy rất ít sử dụng anh em, còn rất là ok nha. Cả đầu này cũng vậy, bi khóa khẩu này, nhúng nhảy ok nè. Đây, ngon lành. Thử luôn cho anh em ha. Đây, chất lượng lắm, anh em cứ yên tâm mua về sử dụng. Rồi, anh em chốt hàng báo giúp em mã số 7 nha. Clip số 60 giá 180.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 8 là một cái tay siết tự động nha, của nhà KTC. Cây này thì tình trạng còn khá là đẹp luôn anh em. KTC Japan ha. Cây này thì cái thiết kế của nó khá là đặc biệt, size nó nhỏ gọn ha. Đầu kết nối của nó là đầu 3/8. Cái tay cầm của nó thì nó thiết kế dạng tròn và trơn nha, tròn và trơn như thế này nha nè. Đây. Đây, hình thức rất là đẹp luôn, nước xi thì sáng đẹp nè. Các cái đầu này cho thấy rất là ít sử dụng ha, em thấy còn nguyên vẹn luôn. Bi khóa khẩu này, nhúng nhảy rất là ok. Và này thì giữ khẩu ok rồi nè, không sợ rơi rớt đâu. Đảo chiều đây ạ. Hoạt động ngon lành luôn nha nè, trơn tru. Chuẩn kết nối là 3/8 nha nè. Chiều dài em đo được là 17 cm ạ, rất là gọn gàng luôn. Anh em mình hay di chuyển, mình có thể mang theo xe một cái còn nhỏ gọn như thế này. Và các cái đầu khẩu để dùng cho các cái thiết bị trong xe của mình á, anh em mình mang đi, mình có vấn đề gì mình vận chuyển, mình vặn xuyết ha, rất là ok luôn. Nó nhỏ gọn, mang đi rất là tiện nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 8 ạ. Clip 60 giá 200.000. Em qua mã tiếp theo. Mã tiếp theo là một cái đầu đa năng anh em, một cái đầu bu lông đa năng. Đây, nó đây thông tin sản phẩm đây ha, USA đây, mã code đây. Đó. Cái đầu này nó đa năng là anh em có thể sử dụng cho nhiều các cái size ốc khác nhau. Thay vì anh em có phải thay thế bằng nhiều đầu ốc từ size nhỏ đến size lớn ha, thì anh em mình sử dụng đầu ốc này thì nó sẽ cho được nhiều cái size ốc khác nhau, bằng cách là khi anh em nhấn vào con bu lông này vào ha, thì tương ứng với size nào thì một số số lượng cái đầu lục giác này này nó sẽ nhắn xuống anh em, nó phù hợp với cái size con bu lông của mình nha. Rồi, chuẩn kết nối đầu của nó là 3/8 ạ. Về tình trạng thì em thấy còn khá là đẹp nha, nước xi sáng đẹp nha nè. Chất thép thì rất là chất lượng luôn, cầm rất là nặng tay nha. Con này thì cái
Thường á, cái size mà nhỏ nhất anh em có thể sử dụng là 6.35 mm, và size lớn nhất này em đo cái em đo này cho nó chuẩn hơn ha. Này, size lớn nhất mà anh em có thể sử dụng của con bu lông này này là 21 nha anh em. Anh em có thể sử dụng ốc 21 là tối đa nha. Rồi, anh em kết nối với một cái tay vặn như thế này ha. Đó. Thì anh em kết nối một tay vặn như thế này và một đầu ốc này, anh em sử dụng cho rất là nhiều các size ốc khác nhau, rất là tiện luôn. Đó, anh em có thể mua một combo như thế này mình sử dụng ha. Đầu này thì chiều dài của nó em đo được là 6,5 cm ạ. Anh em thấy phù hợp mình ủng hộ em nha, mã 9 ạ. Clip số 60 giá là 200.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 10, em có một cây mỏ lết ngang của nhà tốt ạ. Cây này thì size cũng khá là nhỏ gọn, 230 mm ha. Về tình trạng này thì em thấy cũng còn ok, ngon lành nha. Ở phần nước xi này thì đa phần em thấy đẹp ha, sáng đẹp. Đây, phần nước xi còn sáng đẹp, chưa có dấu hiệu bong tróc nhiều. Thông tin sản phẩm này của nhà tốt ha, hàng của Nhật. Này, Japan ạ. Cái mã của nó là MW230, anh em có thể tham khảo thêm. Rồi, về kích thước này 23 cm anh em, đúng theo thông số của hãng luôn ạ. Rồi, anh em mình vặn mở ở đây ha. Cây này có thể là hàng dùng lướt thôi nè, hàng dùng lướt thôi. Này, phần hàm của nó em thấy cũng còn rất là đẹp. Hàng đã qua sử dụng mà như thế này là ok anh em. Đó, hàm rất đẹp ha. Tuy nhiên hai cái phần má của nó này, hai bên này cũng có những cái dấu cấn nhẹ nha anh em. Nói chung thì hàng đã qua sử dụng thì những cái vấn đề này nó không tránh khỏi rồi. Nó vẫn có cấn nhẹ ở cái phần má này. Đó, anh em mình để ý kỹ sẽ thấy nha. Đó. Em thì quay kỹ và em báo rất là chi tiết ha. Anh em cứ theo dõi ha. Độ mở rộng hàm thì em đo được là 6 cm nha anh em. Này, khi mà em đóng khít hàm này, đó, anh em sẽ thấy có cái dấu cấn nhẹ nhẹ trên bề mặt thôi, không vấn đề gì đâu nè. Vị trí đây là nó bị chốc xi nha nè, bị chốc xi ha, cấn nhẹ thôi. Đó. Anh em mình tiếp tục về sử dụng là ngon lành nha. Size này khá là gọn gàng, vừa dùng. Anh em mình chốt hàng báo giùm em mã 10, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 11. Hôm nay em về một cây Classic size nhỏ này cho anh em mình sử dụng ha. Cây này là của hãng Superton nha nè. Superton là một hãng nội địa Nhật ha. Đây, của hãng Super. Đây, tình trạng của nó thì em thấy cũng ok, ngon lành. Chất thép thì rất là cứng cáp anh em, không có cong vênh biến dạng gì hết nha. Và các cái chi tiết của nó là còn ok, nguyên vẹn luôn. Đảm bảo cho anh em là không bị nứt, không bị hư hỏng gì hết nha. Rồi, chuẩn hàng của Nhật Japan. Thông tin là đều được in nổi hết anh em. Đây, size của nó đây, nó có ghi sẵn luôn đây nè. Cái màu đỏ là màu sơn zin của nó, tuy nhiên một số vị trí thì nó bị chóc sơn nha, bị chóc sơn nha nè. Không ảnh hưởng gì đến cấu tạo của sản phẩm cả. Chiều dài của phần cán này em đo được là 22,5 cm ạ. Rồi,
Đi kèm là một sợi dây xích nha. Thì em thấy dây xích còn khá là dẻo, không có bị hư hỏng mắt xích nào hết nha. Sợi dây xích mà em đang có thì nó dài là 24cm ạ. Rồi, anh em mình sử dụng thì mình gài vào ha. Độ dài của nó thì anh em có thể mình linh động, mình muốn dài hơn mình có thể kết nối thêm vào nha. Còn ở đây em mua về nó có chiều dài như thế này thì em bán như thế đó ha. Rồi, các cái móc vào này là rất là chắc chắn luôn ạ. Phần răng này ha, cũng không có dấu hiệu bị hư hỏng gì hết nha. Nói chung các chi tiết còn rất là cứng cáp và ok, cho nên mình tiếp tục sử dụng. Size này thì rất là nhỏ gọn cho nên mình sử dụng này. Anh em mình chốt hàng báo giùm em mã 11, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 12, 12 và 13. Hôm nay em tiếp tục về được một cái đầu nối hơi anh em. Đầu nối hơi thì em cũng chưa có nắm được cái thông tin là cái đầu nối này là nó có một cái phòng bên này rất là to, cái ống rất là to nè. Em cũng không biết là công dụng mục đích chính của nó là gì. Tuy nhiên em thấy em có lên video rồi, cũng một số anh hỏi và mua. Thì em hôm nay lại về tiếp tục ha. Đấy, là giới thiệu đến anh em. Về tình trạng thì em thấy còn khá là đẹp nha, khá là đẹp. Nó cấu tạo của nó thì nó như một cái khớp nối hơi bình thường của mình. Tuy nhiên cái đầu bên này em thấy kết nối vào một cái đầu ống rất là to như thế này. Rất là dày dặn luôn, rất là to và rất là dày dặn luôn. Khi mà nó kết nối lại với nhau á thì tổng chiều dài em đo được là 15cm nha. Và cái đầu này nè, nó có dạng hình lục giác nha. Có cái bề này là 3,6cm ạ. Và đường kính ở bên trong là 31 ly nha nè, 31 ly. Rồi, dạng khớp nối tự động nha nè. Đây, tình trạng con này thì em thấy khá là đẹp nha. Đây của hãng NAC ha, Made in Japan. Đây nó có cái thông tin gì đây nè, em cũng không có rõ lắm nha. Đây. Rồi khi này mình kết nối vào này, mình chỉ cần nhấn xuống thôi. Cái này nó sẽ tự động nó nhảy lên và nó khóa lại nha, rất là chắc chắn luôn. Đầu bên này thì nó còn cái phần ống của người dùng trước á nè. Cái này về cắt ra giúp em ha, em chưa kịp cắt nữa. Cái ren của nó còn ok, không có hư hỏng gì đâu, em yên tâm nha. Mã 12, clip số 60, giá 200.000. Tiếp theo mã số 13 thì nó cũng như vậy luôn anh em. Nó cũng là một cái đầu khớp nối dạng tự động. Và bên này nó có một cái đầu này size rất là lớn. Em thấy nó ký hiệu là SB-29 gì đây ha. Đó. Rất là dày, cầm rất là nặng tay luôn nha nè. Thì con này tình trạng cũng ok ha. Cùng một thương hiệu luôn anh em. NAC Made in Japan ha. Đấy. Chiều dài của nó cũng là 15cm luôn. Bề này thì em đo được là 38 nha nè, 38 ha. Đường kính trong em đo được là 30, cái này khoảng là 28,5 nha nè, 28,5 ha. Đấy. Rồi, cũng là cái khớp nối tự động ha. Cái này anh em về chà rửa thêm ha. Nhiều khi để lâu ngày nè, nó có phần xét nhẹ trong này. Nhưng mà không đáng kể đâu, nó vẫn rất là kín nha. Và hoạt động ok. Đây,
Khi mà nhấn xuống thì nó nhảy lên, nó khóa lại bình thường, không vấn đề gì hết nha nè. Rất là chắc chắn luôn. Rồi, anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Hôm nay em về được hai con ạ. Đây, nó có cái mã là SB-29, còn bên này nó ghi là S45C. Đó, em thì cũng không rành lắm. Rồi, mã 13 clip 60 giá 200.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 14. Một cây búa nè, một cây búa size khá là nhỏ gọn nha. Con này rất là đẹp nè. Của hãng Dokyu, hàng của Nhật ạ. Tình trạng nguyên vẹn luôn nè. Con này là hàng kiểu như mà để lâu ngày, hàng bãi để lâu ngày, ngoài mưa ngoài nắng á. Nó cái đầu chất thép nó hơi đen tí, chứ em thấy là chưa có dấu sử dụng hoặc là dùng nhiều đâu. Đầu búa còn rất là ok luôn. Và nó có kèm theo một cái đầu bu lông ở phần dưới, phần dưới này ha, phần dưới cán này. Đó. Con này thì size nó rất là vừa dùng, nhỏ gọn nha. Anh em mình dùng trong gia đình, hoặc là anh em mình làm điện nước á, mình đóng những cái đồ nó vừa phải thì em thấy rất là ok luôn. Đây, hàng đốt xuống. Thì cấu tạo của nó thì nó có hai cái mặt búa đóng nha. Đây, em thấy cái mặt búa nó còn nguyên vẹn luôn, kiểu như để lâu ngày á nó bị ố của sắt thép, với lại nó rỉ rỉ nhẹ thôi. Mặt bên này thì khá là trơn tru, chưa có dấu dùng nhiều đâu. Đây, mặt của đốt xu ở trên này anh em, ký hiệu 300 ha. Thì tí nữa em sẽ cân nó chính xác hơn. Phần cán thì cán thép nha anh em, được bọc cao su ở phần tay cầm. Phần cao su thì nguyên vẹn nha, không rách nứt gì ạ. Rồi, ở đây có một cái đầu bu lông. Đầu này là bu lông, để em đo thử ha. Đầu này là bu lông 17 nha nè. Và chiều dài thì em đo được là 28cm, rất là gọn luôn. Khoảng cách giữa hai đầu búa thì khoảng là 8cm ạ. Và con nặng thực tế con này 500g nha anh em, 500g nửa ký ha. Size nửa ký thì anh em cầm rất là vừa vặn luôn ha, vừa phải. Rồi, anh em chốt hàng báo giùm em mã số 14, clip số 60 giá 170.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 15. Em có một cây kìm bấm cót ha, của hãng Marvel. Đây, này là logo của hãng Marvel ha. Đây. Tình trạng là còn nguyên vẹn luôn. Cái này thì dạng bấm tự động anh em, dạng bấm tự động. Và size khá là nhỏ gọn nha. Thêm được biết thì con này mình dùng để bấm những cái cốt nhựa thì phải nè. Đó, thì theo em được biết như vậy, còn chính xác hay không thì anh em giới thiệu qua video, anh em thấy nó đúng với nhu cầu của mình thì anh em ủng hộ nha. Cái mã sản phẩm của nó này MH125. Đấy. Dòng tự động này thì họ thiết kế phần cán khá là dày nha anh em, khá là dày. Con này thì hình thức đẹp nha, hình thức đẹp, cũng kiểu là hàng ít dùng á nè. Đó, nguyên vẹn hết luôn. Rồi, trên phần cán đây. Made in Japan ha. Đấy, phần cán nguyên vẹn luôn, không có dấu hiệu rách nứt gì hết nha. Những cái này là nó bị dính cái vân tay dầu nhớt của em thôi, chứ còn nguyên vẹn hết nha. Rồi, trên phần thân này, cái phần nước gam thì em thấy còn khá là đẹp. Các cái chốt còn rất là chắc chắn luôn. Tuy nhiên trong này nè, thì nó kiểu như hàng để lâu ngày nè, nó có những cái bụi rỉ nhẹ đó. Cái này anh em mình về mình sử dụng một thời gian,
mình chai dầu nhớt vào cho nó ok hơn nha. Hàng bãi thì hàng để ngồi mưa ngồi nắng mà nè, nó không có được bảo quản á. Đó. Rồi. Đây anh em có thể bấm các đầu code là 1 này, 2 và 5. Đây, em mở đầu code cho anh em xem. Đấy, nguyên vẹn luôn ha. Anh em bấm có số nha, có số ở đây ha. Đấy, phần hàm con này còn rất đẹp luôn. Size rất là nhỏ gọn này, em cầm trên tay anh em có thể ướm chân được nha. Rồi. Đấy, buông nhẹ rất là ok luôn. Tổng chiều dài của nó chỉ khoảng 18cm thôi ạ. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã 15, clip 60, giá là 300.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 16. Mã 16 thì em có một cái cây kìm tuốt dây của Mỹ nha. Con này là của Mỹ nè, dạng kìm tuốt chữ A ha. Hãng Chip Master nè. Đây này, Chip Master ha. Một cái thương hiệu chuyên về các cái kìm tuốt dây của Mỹ. Thông tin của nó anh em có thể xem ở đây này, Made in USA trên phần cán ha. Tương tự bên này cũng vậy nè, Made in USA. Đấy. Anh em còn những cái kìm mà chất lượng, độ bền cao, anh em có thể tham khảo qua con này. Con này thì em thấy tình trạng còn khá là nguyên vẹn luôn. Anh em có thể xem qua các cái góc cạnh của nó nha. Rồi. Và con này chuyên tuốt những cái loại dây nhỏ nha nè. Đây. Những cái loại dây trong các cái mạch điện hoặc là trong các cái thiết bị mà nó nhỏ nhỏ đó nè. Đó. Cái size này thì khá là hiếm gặp nha. Và để tuốt những cái dây đó ấy, nó an toàn, nó không bị ảnh hưởng đến cái lỗi đồng nhỏ bên trong á, thì anh em dùng các những cái kìm tuốt như thế này nè, dùng rất là ok luôn. Bên này nó có cái chữ trên này nè, nó hơi nhạt một tí. Đây nó có cái sai trên này nè, nó hơi nhạt, hơi khó nhìn nha. Tuy nhiên anh em lưu ý giúp em là những cái sợi dây đồng nhỏ nha, những sợi dây điện nhỏ nha. Rồi. Hình thức thì nguyên vẹn hết. Lưỡi tuốt thì rất là đẹp, con này lưỡi tuốt thì quá đẹp ha, rất là tròn này, không có dấu hiệu hư hỏng gì hết, các cái lưỡi rất là khít với nhau. Rồi, các chi tiết ốc vít này lò xo bung nhẹ rất là ok luôn. Phần cán cũng không có dấu hiệu bị rách hay nứt gì hết cả, chảy xước nhẹ trên bề mặt thôi. Chiều dài của nó thì em đo được là 17,5cm nha. Anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Ở đây á, em không có cái dây nhỏ đó để em test cho anh em xem, anh em thông cảm nha. Nói chung là con này hoạt động ok, ngon lành, không vấn đề gì hết. Anh em tuốt đầu dây, giữa dây, nối dây gì đều được nha. Mã 16, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 17 là một cái kéo cắt ống nha, một cái kéo cắt ống của hãng Super Tool nha, này, hàng của Nhật nha. Đây, thì con này thì size khá là nhỏ gọn nè. Đây, mã của nó này, VK34 ha. Anh em có thể cắt những cái ống 20 size 34 đổ lại là ok nha, 34 ly đổ lại là ok. Về tình trạng thì em thấy cũng ok, ngon lành. Các chi tiết là còn ok hết luôn này. Đấy. Rồi lưỡi là lưỡi zin của nó luôn. Đây, nó có cái ký hiệu kèm theo VK34 ha. Lưỡi zin của nó chưa qua thay thế sửa lại nha. Con này thì nó có cái nước xi màu vàng, kiểu như vàng mỡ gà này, màu vàng mỡ gà. Tuy nhiên một số cái vị trí nó cũng bị chóc với nước sơn nha. Chóc nước xi nhẹ thôi. Đảm bảo cho anh em mình là không có nứt, không có bể gì hết ạ. Rồi, đây là cái chốt khóa bên trong ha. Mình mở ra này, đây là phần lưỡi. Lưỡi zin luôn nè. Đây, lưỡi còn chưa có dấu mẻ gì nhiều nha. Này là những cái
rỉ sét để lâu ngày thôi. Đó, anh em mình chà rửa thì nó ra lại nha. Đây, anh em xem kỹ hơn về phần lưỡi này. Mấy cái này thì anh em chà nó ra ha. Nó chứ không có bị mẻ sâu vào bên trong gì cả. Đấy, lưỡi zin của nó luôn. Đối với những cây kìm cắt ống như thế này nè, bên em mua về thì bên em sẽ không có mài dũa lại cái phần dao, nên là khi anh em mình về mình cắt nó chưa có bén ngọt liền đâu. Cái này á, khi anh em mình mua về ha, để mà cắt bén ngọt ngon lành á, thì anh em mình mở cái phần ốc này ra, mình mài dũa lại thêm cái phần lưỡi nha. Lưỡi thì lưỡi zin, anh em mình mài một tí là nó bén ngọt lại thôi. Đó, lưỡi chính hãng của nó luôn, nên anh em yên tâm về cái chất thép của nó rất là ok luôn. Đó, rồi anh em mình sử dụng cho ngon nha. Cái đó là em báo trước để cho anh em mình có cái sử dụng nó ngon lành nha. Rồi, khi mình sử dụng xong thì khóa lại. Đây, con này thì em thấy thì tình trạng nó cũng đẹp á nè, không vấn đề gì cả. Chiều dài của nó thì anh em đây, em đo đây là 18,5 cm ha. Anh em mình cầm rất là vừa, vừa dùng. Đấy, lưu ý giúp em là phí ống là 34 đổ lại nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 17 ạ. Clip số 60 giá 300.000. Em qua mã tiếp theo. Rồi, mã số 18 thì em có một cái cặp cảo của nhà Top nha. Cảo chữ C của nhà Top. Chất liệu bằng thép đen, khá là cứng cáp xịn sò luôn. Cặp này thì tình trạng em thấy còn rất là ok luôn. Đây. Hai cây này thì nó có cấu tạo này, cũng như là kích thước nó bằng nhau nha. Nó đều là Top này. Cảo số 2 với cái hàm mở rộng là 50mm. Nó giống nhau hoàn toàn hết ha. Em sẽ đo kích thước của một cái để giới thiệu đến anh em nha. Đây, con này để em khép cái hàm nó lại nè. Đây. Rất là dày dặn và cứng cáp luôn nha nè. Đây cái mã của nó này, SC50 ha, chất liệu thép rèn Japan, chuẩn hàng của Nhật. Con này thì chiều dài của nó này, em đo tổng thể khi mà khép hàm là chiều dài là 14cm nha. Chiều rộng của nó thì khoảng là 7cm ạ. Và em mở ra phần hàm cho anh em xem. Hàm của nó là khoảng 50. Đây. Phần hàm đẹp nha nè, hàm rất là đẹp luôn. Cái này là ố của sắt thép để lâu ngày á, chứ không có rỉ sét hay đâu nha. Đây, hàm của nó anh em có thể mở lên tới 52 lần anh em. Đây. Trong những trường hợp mà nó rộng hơn 50 đến 52 thì anh em vẫn có thể sử dụng được nha, rất là ok. Đây. Phần ren là ok nha, không bị hư hỏng gì hết nha. Em mở ra mở vô rất là nhẹ nhàng luôn. Tương tự con này cũng vậy nha nè. Kích thước thì nó hoàn toàn giống con kia ha. Em mở ra cho anh em xem phần hàm. Này, phần hàm đẹp nha. Con này thì có nó đụng cái dấu hàng á nè, đụng cái dấu hàng người sử dụng trước thôi, không vấn đề gì hết nha nè. Rồi, phần hàm trên này. Đấy, phần ren thì cũng rất là ok ha. Vặn ra vào rất là nhẹ nhàng. Đấy. Đây, em đang bán ở đây là một cặp hai cái ha. Anh em mình chốt hàng báo giúp em mã 18 nha. Bữa nay cái phần keo nó không có được dính chặt á, nó hơi bị rớt, anh em thông cảm nha. Đây, mã số 18 ạ. Clip số 60 giá 320.000 cho một cặp hai cây cảo này nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ.
19. Đây, mã 19 là một sản phẩm của nhà Tớp luôn. Cây này là kìm mở phe ha, kìm mở phe của nhà Tớp. Hàng mới luôn anh em, chưa qua sử dụng luôn. Tình trạng còn rất là đẹp nha. Đây, thông tin thì còn đầy đủ trên cái phần vỏ hộp nha nè. Ở sau có một số thông tin sản phẩm anh em tham khảo nha. Đây, em lấy bên trong ra cho anh em xem. Nói chung là hàng chưa qua sử dụng nhưng mà vẫn là hàng bãi anh em. Nó vẫn hơi cũ nha. Đây, phần vỏ hộp nó cũ nè. Phần nhựa phần trên thì nó có một số dấu bể nứt nha. Đây. Còn sản phẩm bên trong thì nguyên vẹn, rất là đẹp. Đó. Con này có lò xo hỗ trợ nè, bung rất là nhẹ nhàng luôn. Thông tin đây, anh em có thể tham khảo. Tốt ha. Anh em có thể mở lên đến 40mm. Đây, nguyên vẹn luôn, phần cán không có dấu rách nứt gì hết nha. Rồi. Phần bề mặt thì rất là đẹp nha. Thông tin thì được dập chìm. Rồi, phần nước gam rất đẹp. Phần đầu mũi này. Đó, đầu mũi có các cái vân chống trơn, chống trượt luôn. Đây. Rồi. Về kích thước thì con này em đo được chiều dài của nó là 17,5cm ạ. Con này thì mũi cong nha. Cái phần cong nó lên thì khoảng là 1,5cm ạ. Về cái phần đầu mũi của nó, em đo được là gần 2 ly nha anh em. Gần 2 ly nha. Hoạt động thì ok, ngon lành, nhẹ nhàng. Đó, anh em mình thích những cái hàng chất lượng, mình có thể mua những cái hàng mới mới như thế này về mình sử dụng ha. Cũng tùy theo lô hàng anh em. Có những lô hàng đó là hàng kiểu như hàng, những cái lô hàng nó ra từ siêu thị á, thì đa số nó còn mới mới như thế này này, nhưng mà rất là ít gặp. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 19 clip số 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 20. 20 em có một bộ cờ lê nha. Một bộ cờ lê mỏng nha nè. Bộ cờ lê nhỏ mỏng. Nó có dạng một đầu miệng và một đầu vòng nha. Còn hãng Engineer, hàng của Nhật nha nè. Cây bộ này còn mới luôn nè. Còn nguyên cái phần vỏ này. Trên phần vỏ nó có thông tin hết á. Size từ size nhỏ cho đến size size nhỏ nhất là 3.5 anh em, size lớn nhất là 8. Size nhỏ nha, những con này size nhỏ tính theo hệ mili. Này, Engineer ha. Mã của nó đây anh em có thể mình tham khảo này. Đấy, còn nguyên cái vỏ hộp lại luôn. Rồi. Đây. Nó được kết nối bởi cái này nè, cho không có bị thất lạc anh em. Đây, một bộ của nó nha. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cây nha anh em, một bộ nó 8 cây. Rồi trên bộ nó còn có thông tin này, Engineer ha. Chung một cái mã của nó là 748 nha anh em. Đều chung một cái mã là 748 hết nha. Đó, nó không bị lai tạo giữa các cái hàng khác bỏ vào. Đó, nguyên bộ luôn, anh em yên tâm. Rồi, khá là nhỏ. Này, để em xếp lại cho nó dễ ha. Đây, nó như thế này ạ. Cái cây nhỏ nhất này, em đo được chiều dài cây nhỏ nhất là khoảng là 10cm ạ. Khoảng là 9,8 anh em, khoảng 9,8cm nha. Rồi, cây lớn nhất trong bộ này thì em đo được khoảng là 12,5. Rồi. Cây đầu tiên là gồm số 3,5 và 4 ha, 3,5 và 4. Cây tiếp theo 4 và 4,5. Cây tiếp theo nữa 4,5 và 5. Cây tiếp theo nữa 5 và 5,5. Cây tiếp theo nữa 5,5 và 6. Tiếp theo nữa là 6 và 6,5. Tiếp theo là 6,5 và 7. Và cuối cùng là 7 và 8. Đấy.
Một bộ nó như vậy ha. Anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Mới chưa dùng phần hàm hoặc là phần lục giác đều rất là đẹp nha. Và nó có cái dạng cong, để khi mà sử dụng á, nó cong lên như thế này nè. Nó so với cái mặt phẳng ở dưới nó cỡ khoảng hơn 30 độ đó. Anh em không có bị cấn tay, anh em không có bị cấn tay vào những cái chi tiết đó ha. Anh em mình chốt hàng báo giùm em mã 20, clip 60, giá 200.000 cho một bộ này. Em qua mã tiếp theo, mã 21. Em có một cây kéo cắt tôn, cây này là của hãng Mitsubishi, hàng nội địa Nhật nha. Đây, kéo cắt tôn này là kiểu như hãng quốc dân rồi, anh em mình sử dụng rất là nhiều ha. Mã bát đây, anh em có thể tham khảo. Con này tình trạng của nó thì em thấy phần lưỡi của nó còn ok, ngon lành. Tình trạng nó thì em đánh giá nó ở mức khá nha, ở mức khá. Tuy nhiên còn sử dụng rất là ok, nên cũng tiếp tục giới thiệu đến anh em để mình mua về mình sử dụng. Đầu tiên là về phần cán nha. Phần cán thì em thấy nè, nguyên vẹn thì nó cũng không có rách nứt gì hết nha. Trên này thì cũng ok. Phần dưới này nè, thì người dùng sau á, họ có, em nghĩ là họ chế lại cái phần khóa, cái phần chốt khóa ha. Đây, họ có chế lại cái này là cái dấu chế rồi. Nguyên bản nó là một cái phần thép, nó cũng như vậy nhưng mà nó nhìn nó đẹp mắt và nó chỉnh chu hơn. Còn như thế này thì nó là cái mà người dùng trước người ta chế lại thôi. Tuy nhiên em thấy chế cũng ok. Mình dùng thì mình khóa lại phần lưỡi cho an toàn ha. Rồi, đó là về phần cán. Về phần thân thì trên bề mặt có một số cái vị trí nó bị chóc cái nước xi ha. Đây, chóc nước xi. Rồi, lò xo thì cũng ok, ngon lành. Rồi về phần lưỡi nè, đặc biệt là về phần lưỡi này. Con này phần lưỡi nó đẹp lắm anh em. Anh em thấy này, không có dấu mẻ, không có dấu hư hỏng gì hết. Nó còn các cái vân phay sọc sọc nè, anh em mình để ý mình có thể thấy này. Đó, các vân phay nó sọc và nó đều như thế này. Đó. Nhưng mà nó cái lớp đen đen này nè là kiểu như sắt thép mình để lâu ngày á, và hai cái lưỡi nó khít vào bên nhau như thế này nè. Đó. Nhiều khi nó bị lâu ngày, thời gian lâu ngày thì nó rỉ sét thôi. Đó. Tuy nhiên nó không đáng kể đâu. Này anh em mình mua về sử dụng là ngon lành. Đây. Và cái lưỡi kéo này em thấy hai cái lưỡi nó còn rất là khít luôn nha, rất là khít luôn. Khi này mình cắt những cái lá tôn, mình cắt nó không có bị gặp cái lá tôn của mình ha. Cái lá tôn mình nó phẳng, nó không bị gặp. Rồi, đối với cái dòng kéo này nè, thì họ thiết kế nó sẽ nghiêng một góc khoảng tầm 30 độ so với cái mặt phẳng bên dưới. Nên khi anh em mình có thể cắt sâu ở bên trong cái lá tôn mà mình không có sợ nó bị vướng cái lá tôn đã cắt rồi á, ở dưới này nè. Nó an toàn cho tay của mình, nó không có bị đứt tay hay bị vấn đề gì ha. Đó. Đó là cái phần thiết kế rất là ok của cái dòng kéo Mitsubishi này. Ở đây em có chuẩn bị lá tôn thì em không có rồi, em có chuẩn bị cái giấy ha. Đây, để em test giấy cho anh em xem nè. Cắt rất là ngọt luôn anh em nha, cắt rất là ngọt luôn. Đây, anh em thấy em cắt giấy mỏng này, giấy này là giấy trắng mỏng thôi, giấy in A4 hay là mỏng thôi. Tuy nhiên cắt nó không có bị gập. Mặt thì anh em thấy là em cắt cái lá tôn mình nó không bị gập. Cắt giấy mà ngọt như thế này thì cắt tôn ok thôi, anh em nên anh em cứ yên tâm ha. Những cái lá tôn nó cứng hơn, nó dễ cắt hơn so với giấy rất là nhiều. Đây, em test giấy là để cho anh em thấy được cái độ khít của kéo nha. Anh em mình yên tâm mua về sử dụng. Chiều dài của con này thì em đo được là 24,5 cm nha. Anh em chốt hàng báo giùm em mã 21, clip số 60, giá 220.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 22. Ở đây em có 3 cây vít dẹp của nhà Snap-on với 3 size từ lớn cho đến nhỏ này. Đây, cả 3 cây là đều của hãng Snap-on. Tình trạng thì nó ở mức khá nha anh em, phần cán nó hơi bị trầy một tí. À, tuy nhiên em thấy chất thép của nó, phần mũi của nó còn rất ok, giới thiệu đến anh em để mình sử dụng. Đây, em có 3 cây,
đều là quýt dẹp hết nha em. Cây đầu tiên thì chiều dài của nó là 14 cm, cây tiếp theo chiều dài của nó là 15 cm, và cây lớn nhất trong bộ này em đo được là 23,5 cm ạ. Rồi, em quay từng cây cho anh em xem. Đây, Snap-on USA. Đấy, người dùng trước họ ký hiệu, họ sơn màu gì đó, cũng không hiểu ha. Nó làm cho cái phần ngoại hình của cái sản phẩm nó không được đẹp. Rồi, con này thì cái bản rộng của nó là 3 ly. Mũi vít thì còn rất là ok. Rồi, con tiếp theo. Đây, Snap-on USA. Chữ nó hơi mờ một tí nè. Chữ là chữ chìm nha, mà cái phần sơn của nó hơi mờ tí thôi, không vấn đề gì đâu. Cái phần cán con này thì nó bị ghi vị trí này nè, ghi họ làm dấu tên công trình thôi. Rồi, phần mũi đây. Và phần mũi con này, mũi của nó là khoảng 3 ly rưỡi đó nè, 3 ly rưỡi. Và con cuối cùng thì con này phần cán của nó cũng có những cái dấu trầy, làm dấu rồi gạch đi gì đó nè, nó làm mất thẩm mỹ quá. Đây, Snap-on ha, USA. Chuẩn hàng của Snap nên em cứ yên tâm ha. Mình còn những cây vít để chất lượng để về sử dụng á, thì anh em mình tham khảo với những con này. Con này thì 5 ly. Đó. Những con này thì em cũng nói trước ha, phù hợp để mình mua về mình sử dụng thôi. Sưu tầm thì nó không đẹp nha. Đó, em cũng nói rất là kỹ và rõ ràng để cho anh em mình mua, mình phục vụ đúng cái mục đích của mình. Mã số 22, clip số 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 23. Em có một cây khóa với 4 cái đầu khóa tự động nha. 4 cái đầu khóa tự động của hãng Sankai, hàng của Nhật nha nè. Đây, 4 cái số cũng rất là dễ sử dụng. 13, 17, 19 và 21. Và dạng đầu của nó là đầu lắc léo nha. Đầu lắc léo, anh em có thể vào những cái góc hẹp được ha. Đó. Những cái góc mà nó không có được chính diện á, anh em mình có thể sử dụng được ha. À, tuy nhiên cây này thì em khi mua về thì em thấy nó có một cái lỗi nhẹ như thế này, thì tí nữa em sẽ quay kỹ hơn nha. Rồi anh em xem về cái ngoại hình của nó này. Nó nói chung thì nó hoạt động thì em thấy ok hết luôn anh em, không vấn đề gì cả nha, rất là dày dặn luôn. Tuy nhiên ở cái đầu bên này này, đây, người sử dụng trước chắc họ sử dụng nó bị hư hỏng hay sao đó, nó sẽ có một cái phần la thép á, cái la thép ở ngoài đây nè. Đó, nó sẽ có một cái phần nó ngang ra. Đây, nó kết nối lại như thế này nha. Tuy nhiên cây này thì nó bị hỏng cái la thép chỗ đó, em thấy người dùng họ cắt đi luôn. Đó. Tuy nhiên còn vẫn rất là cứng cáp, nên em mình sử dụng nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề sử dụng hết anh em. Tuy nhiên em cũng báo rõ về cái tình trạng nó như vậy ha. Cái này thì em nghĩ là anh em mình về mình sử dụng luôn vẫn được, hoặc là mình hàn lại anh em, mình sắt thép thôi mà, mình hàn lại cái phần ở trên này, nó giống như cái phần này đó, mình đưa cho nó khép lại này một tí rồi mình sử dụng là ngon lành. Con này thì sử dụng rất là ok luôn. Đầu của nó là đầu vàng lục giác, các cái cạnh khóa còn rất là đẹp luôn. Con này chỉ cần anh em mình biết xử lý nó một tí là mình sử dụng rất là ngon nha. Đây, các cái cạnh lục giá còn rất là đẹp luôn. Và các cái răng trên này nè cũng không có bị hư hỏng gì hết cả nè. Đây, còn rất là ok. Đây, hoạt động này, tính năng tự động này. Rồi, đảo chiều. Đây, ngon lành luôn. Tương tự đầu bên này cũng vậy nè. Rồi, đảo chiều.
Ngon lành luôn ạ. Hoạt động rất là trơn mượt nha, không vấn đề gì cả. Chiều dài của nó thì em đo được là 21,5 cm ạ. Rồi, tình trạng thì em đã báo rồi ha, anh em thấy nó phù hợp thì anh em ủng hộ nha. Mã 23. Đây, em dán cái phần vị trí này để cho anh em mình thấy được cái số của nó nha. Mã số 23, clip 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 24. Em có một cặp khóa tự động của nhà Tớp nha. Đây, em có một cặp khóa tự động của nhà Tớp ạ. Hai cây. Đều của Tớp hết nha em. Một cây nhỏ này thì em đang có size 14, 17 và cây còn lại là 17 và 21 nha. Tình trạng thì hàng đã qua sử dụng rồi, tuy nhiên em thấy cũng còn hoạt động rất là ok. Tiếp tục giới thiệu đến anh em nè. Chuẩn hàng của Nhật nha nè, Japan ha. Rồi em sẽ giới thiệu từng cây. Chiều dài của cây nhỏ thì em đo được là 26 cm. Chiều dài của cây lớn thì em đo được khoảng là 30 cm ạ. Cái dòng này anh em dùng rất là bền nha, rất là bền và cứng cáp luôn. Đây Tớp này, Japan này, 14 và 17. Cái đầu khóa vòng của nó, các cái cạnh là còn rất là ok. Đấy, ngon lành luôn anh em. Rất là ok ha, không bị tuôn, không bị nứt gì hết, các cái cạnh khóa còn rất đẹp. Tuy nhiên trên bề mặt thì có những cái vị trí nó bị bong xi nha. Đây, nó bong xi cái phần chốt này, cũng như là đây. Đó, ngoại hình thì nó không được bắt mắt lắm nha nè. Tuy nhiên hoạt động thì ok, ngon lành, trơn tru. Rồi, tiếp theo, số 17 và số 21. Đấy, trên bề mặt cũng có những cái vết nó bị chóc xi nha. Ở đây em đảm bảo cho anh em mình là hàng về sử dụng thì không có tuôn, không có nứt. Và các cái cạnh khóa là còn ok. Ngon lành luôn nha. Tương tự đầu bên này ạ. Cái chất thép của cái dòng này nè, nó rất là dày nha, không có cong vênh biến dạng gì hết á. Anh em mua về sử dụng là bền. Rồi, anh em chốt mã này, báo giúp em mã 24. Clip số 60, giá 350.000 cho một cặp này nha. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 25. Mã số 25, cái này là một cái dụng cụ. Dụng cụ này theo em được biết là dụng cụ giữ mấy cái mắt sên á, để cho anh em mình quá trình mình đột hoặc là quá trình mình lắp tháo các cái mắt sên nha. Thì theo em được biết là vậy ha. Đây, hãng con cá voi. Chuẩn hàng của Nhật nha, Japan. Thì theo em được biết vậy, anh em mình làm nghề sửa xe hay là anh em mình hay sử dụng những cái sợi sên như thế này nè, làm những công việc về sên như thế này thì anh em mình rõ hơn nha. Còn theo em đây, em thấy nó lạ lạ nên em cũng tìm hiểu trên mạng thì em biết nó là cái dụng cụ để giữ mắt sên. Rồi, cái hãng này nè, hãng con cá heo này, nó là chuyên về các cái dụng cụ đột sên. Đấy, cái dụng cụ này cũng khá là lạ. Trước giờ thì em mới thấy
không biết là nhu cầu anh em mình có không, em cũng mua về em giới thiệu đến ha. Con này thì khá là nhỏ gọn luôn anh em. Chiều dài của nó thì em đo được tổng thể thì khoảng là 9,5. Đây 9,5 cm ha. Nó thiết kế thì ban đầu nhìn giống như cái cảo ấy. Ban đầu thì nhìn giống như cảo ha. Rồi ở đây nó có một cái chốt vặn đây, để giữ cái phần sên này. Rồi đây, để bông cái phần sên, cái sên ra ha, các cái mắt sên ra. Cái cấu tạo của nó như vậy nha. Phần ren là hoạt động ok, ngon lành, rất là trơn tru nha, không có bị hư hỏng ren gì hết ạ. Cái đầu mũi giữ của nó này, này cũng rất là cứng cáp nha. Rồi, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã 25, clip số 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 26, em giới thiệu anh em một cái rìu ha. Một cái rìu Vogan, hàng của Mỹ ạ. Đây, anh em mình mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Con này hình thức rất đẹp ạ. Nhiều video em đã giới thiệu ha. Vogan là một hãng của Mỹ chuyên về các cái dòng búa và rìu rất là chất lượng luôn. Và nó là em thấy tính đến thời điểm hiện tại ha, những cái thời điểm trước cho đến thời điểm hiện tại thì một số cái hãng rìu búa của Mỹ thì nó không còn nữa. Tuy nhiên cái hãng Vogan này nó vẫn còn nha nè. Cái dòng đời sản phẩm, cái dòng đời của cái thương hiệu này em thấy nó rất là bền vững ha. Nó đến hiện tại nó vẫn còn đang sử dụng, nó vẫn còn đang sản xuất và tạo ra những cái sản phẩm với nhiều các cái mẫu mã Vogan khác nhau và được làm tại Mỹ luôn nha nè, chứ không có nhượng thương hiệu ra nước ngoài hay gì hết nha. Đó, thì một cái thương hiệu mà nó có cái tuổi đời như vậy á thì cho thấy cái dòng, các cái dòng sản phẩm của nó phải rất là chất lượng thì nó mới giữ vững được cái thương hiệu đến thời điểm như vậy nha. Đây, anh em cầm lên cây rìu của nhà Vogan anh em sẽ thấy cái độ đầm và cái độ nó chất lượng rất là cao so với nhiều cái hãng khác nha nè. Đây, Vogan. Chốt nêm của nó đây ha. Phần lưỡi đây, ở đâu ở sau thì có một cái đầu búa đóng nha nè. Ở đây thì có một thêm một cái đầu để anh em nhổ nải đinh nha. Phần cán này nguyên vẹn nha nè. Đó, không có dấu hiệu bị nứt hay hư hỏng gì hết. Cây này thì size khá là nhỏ gọn, anh em mình dùng làm vườn hoặc là mình đi rừng gì đó mình mang theo nó vừa lắm. Chiều dài chỉ là 32,5 cm thôi. Rồi, về phần lưỡi thì tổng chiều dài giữa đầu chặt và đầu đóng này thì khoảng là 16. Đầu này thì nó có cạnh là 2,7 cm ạ. Chiều dài của phần lưỡi thì khoảng là 9 cm ạ. Rất là gọn luôn ha. Trên bề mặt có những cái vết cấn nha, cấn nhẹ thôi, người dùng trước họ sử dụng thôi. Tuy nhiên em thấy nó không vấn đề gì hết, nó trên bề mặt nhẹ thôi nên em cũng để nguyên vẹn như vậy. Anh em mình về không thích mình có thể mài dũa đi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà em thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều nên là em để nguyên vẹn luôn. Về cân nặng của nó con này 900g anh em, 900g, 9 lạng ha. Với những cái size mà từ 8 lạng đến 9 lạng thì khá là vừa dùng, dưới 1 kg thì khá là vừa dùng. Đấy, anh em thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ nha. Mã 26, clip số 60, giá 1,1 triệu ạ.
em qua mã tiếp theo. Mã số 27. 27 và 28 em về thêm cái dòng búa này này. Này, dòng búa của hãng SK11 ha. Búa đinh. Cán gỗ. Tuy nhiên, hôm nay em về thêm một cái loại là cái mặt nó không có cái caro này, mặt không có cái vân caro, mặt trơn. Này. Hôm trước em nhớ có khách hỏi thì hôm nay thì em thấy trong cái lô hàng em về có này. Giới thiệu đến anh em ha. Cây này thì có nhiều video trước em đã giới thiệu rồi. Đó, nếu mà anh em mình hay thường xuyên theo dõi thì mình có thể thấy ha. Này là hàng mới chưa qua sử dụng, tình trạng còn rất đẹp. Này, đầu búa của nó là nguyên vẹn luôn. Đầu đóng thì có dạng caro, chống trượt. Rồi, chốt nêm đây. Chốt gỗ và chốt thép rất là chắc chắn luôn. Đầu nhổ nảy đinh đây. Rồi, thương hiệu của nó đây. Mã code thương hiệu đây. Đây này mình về mình tra cứu thêm giúp em ha. Nó toàn là chữ Nhật hết thôi. Này là hàng của Nhật nên toàn là chữ Nhật hết. Rồi, phần cán gỗ rất là dài và đẹp nha. Đây, cán nguyên vẹn luôn ha, không có hư hỏng nứt gì hết cả. Rồi. Nói chung những con này rất là ok, hình thức thì nguyên vẹn đẹp. Chiều dài của nó lên đến 44,5 cm nha anh em. Rồi, về phần đầu búa thì nó khoảng là 15 cm ạ. Mặt đóng có dạng tròn và đường kính là 3 cm. Về cân nặng của nó, con này 580g, gần 600g nha, 580g. Đó, em nói nó có cái độ chính xác nó cao. Để anh em xem nó phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ nha. Con này rất đẹp luôn, sử dụng trong gia đình hoặc là anh em mình sử dụng trong công việc thì đối với cái size này em thấy nó vừa dùng lắm. Nó không quá nặng cũng không quá nhẹ, nó vừa dùng ha. Anh em mình mua về sử dụng hoặc là trưng bày, biếu tặng đều đẹp nha. Này là hàng mới chưa qua sử dụng nên tình trạng rất đẹp. Anh em chốt hàng cái búa mà có vân caro này này thì anh em báo giúp em mã 27 nha. Clip 60. Rồi, nếu mà anh em mình thích cái dòng mà mặt trơn á, hôm trước có một số anh khách nói mặt trơn để mục đích cái gì đó, bây giờ em quên rồi. Đó, đây, cái dòng cái mặt trơn như thế này thì em giới thiệu đến anh em nha. Đây cũng của hãng S21 luôn nha anh em. Rồi, mã code, mã vạch đây, anh em tham khảo nha. Nó khác nhau bởi em thấy nó khác nhau hai cái ký hiệu này này. À, này size trung, này size tiểu ha. Size, em thấy thì nó khác nhau ký hiệu như vậy nha. Rồi, tình trạng cũng là hàng chưa qua sử dụng, còn rất là mới đẹp luôn. Đây, đầu búa đây. Dạng mặt phẳng. Rồi, chốt nêm cũng chốt thép và chốt gỗ ha, rất là chắc chắn luôn. Đầu nhỏ nảy đinh đây. Đấy. Rồi, cán gỗ thì tem này, còn nguyên vẹn luôn. Rồi, phần cán nguyên vẹn không nứt bể gì hết. Chiều dài em đo được là 44,5 cm luôn nha nè. Về phần đầu búa thì khoảng cách của nó là 14 ha, 14. Mặt búa thì đường kính là khoảng 2,5 cm ạ. Con này thì con nặng của nó con này thì 500g chẳng nè, nửa ký chẳng luôn nha, nửa ký. Đó, anh em mua về sử dụng hạt biếu tặng gì đó, trưng bày. Đấy, anh em ủng hộ em nha. Mã 28 ạ, clip số 60, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 29. Đây, một cây búa của hãng Vogan. Hãng Vogan là cùng cái hãng với
cây rìu lúc nãy em giới thiệu đến anh em đó nè. Đây, cùng với thương hiệu với cây rìu này ha. Cây này thì tình trạng nó có thể là hàng dùng lướt hoặc là rất ít sử dụng, chưa qua sử dụng, còn rất là đẹp nha. Và con này là size nhỏ nha em, size nhỏ nha. Đấy, còn đẹp lắm nè, nguyên vẹn luôn. Các chi tiết còn rất là sắc sảo, rất là đẹp ha. Đầu tiên là về phần đầu búa này, con này size chỉ 10 ao thôi, Vogan. Đây, còn luôn tem này, made in USA ha. Rồi, mặt đóng này. Đấy, chưa có dấu dùng đâu nè, em thấy mặt đóng rất là đẹp này, là ố sắt thép lâu ngày thôi. Chốt nêm thì chốt gỗ và hai chốt nêm bằng thép. Rồi, đầu nổ nhổ nảy đinh đây. Đó, còn luôn cái nước sơn của nó nè, nước sơn màu xanh. Sơn zin của nó nè. Rồi, phần cán gỗ này. Trên cán thì chỗ này có cái con chip nhựa này nè, có con chip nhựa này. Rồi. Vogan ha. Mã code đây. Tem còn đầy đủ hết. Đấy, con này rất là đẹp luôn. Anh em lưu ý giúp em, con này là size nhỏ nha. Thường thì size nhỏ khá là ít gặp. Anh em có thể mình mua về để mình bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình nếu mình chưa có cái size nhỏ gọn này ha. Hoặc là anh em mình dùng cho những công việc nó vừa phải nha. Đó, nó còn cái độ đóng vừa phải thôi. Thì anh em có thể tham khảo qua con này. Em cũng báo rất là rõ nha. Nhiều anh em mình xem trên video thấy cái giá nhiều khi những cái cây búa Mỹ mà giá nó vừa vừa hay nó thấp á, thì anh em mình hay chốt vội, nhưng mà anh em mình lại không có xem kỹ cái phần cân nặng cũng như là kích thước của nó, thì nó sẽ rất là khó cho bên em cái quá trình vận chuyển rồi hàng chuyển đi hoàn về nó rất là khó anh em thông cảm, nên mình cứ xem kỹ giùm em quay thì rất là kỹ luôn á. Đây, chiều dài của nó là hơn 28 một xíu ha, 28 cm một xíu. Khoảng cách giữa đầu búa và đầu nảy đinh là 11 cm ạ. Và đầu búa đường kính của nó em đo được là 2,4 cm ạ. Về trọng lượng của búa. Con này 360g nha nè, 360g size nhỏ nha, 360g. Đấy, anh em lưu ý giúp em ha. Em nào đang cần những cây búa size nhỏ gọn thì anh em có thể tham khảo qua con này. Mã 29 clip số 60, giá 650.000. Con này đẹp lắm, anh em mua về sưu tầm hoặc là mình sử dụng ha, đều ok hết ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 30. Hôm nay em về được một cái cặp cảo chữ F, size khá là lớn nha. Size khá là lớn. Này, của hãng Grab, hãng con cua nè. Hai cây này là cùng size, cùng kích thước hết luôn nha nè. Nó có cái mã là 300-80. Đấy, đều chung một mã hết nha. Hình thức là rất là dày dặn luôn, nguyên vẹn. Cấu tạo của nó thì bằng thép ha, bằng thép. Nước xi mạ thì một số vị trí nó bị bong nhẹ thôi, đa phần còn lại thì em thấy nó sáng đẹp ha, một số vị trí nó bong nhẹ. Rồi, phần cán là cán gỗ nha, cán là cán gỗ được sơn màu đỏ nha. Nè, hai cây này thì nó giống nhau hết rồi nè, nó giống nhau hết nha, nên em sẽ quay một cây, em đo một cây để cho anh em mình xem nha. Về chiều dài, em tính từ phần này ha, đến cái phần này thì khoảng là 36,5 cm ạ. Rồi, về chiều ngang thì khoảng là 11,5 cm ạ.
Cái này thợ làm cứng quá. Nhiều khi mang bao tay anh em nó trơn á, anh em thông cảm nha. Đây, em mở hàm ra đến cái tối đa. Đây, bề mặt của hàm đây nha anh em. Đây, bề mặt thì đẹp nha, không vấn đề gì đâu. Đây, chà rửa nó bị dính nước, dính dầu thôi, không vấn đề gì nha. Các cái vân phay của nó là còn nguyên vẹn luôn nè. Nó mở rộng hàm lên đến là đây, 31,5 nha nè, 31,5. Đưa lên đưa xuống rất là dễ dàng ha. Cho thấy là nó thẳng, nó không có bị cong gì hết. Những cây mà nó cong á thì nó rất là khó khi mà dịch chuyển lên xuống á nè. Cây này là còn ok, ngon lành. Khi hàm mà mình khép lại này, khít xác luôn nha nè. Rồi, tương tự cây này, kích thước nó thì hoàn toàn giống như cây em vừa quay nha nè. Cây này thì nó hơi nứt nhẹ vị trí này tí, nhẹ thôi, không vấn đề gì đâu anh em. Ok ha, thẳng tắp luôn. Phần hàm cũng còn rất là đẹp nha. Hàm khi đóng lại cũng khít xác luôn anh em nha. Rồi, cặp này thì rất là dày dặn anh em. Để em con ha. Trọng lượng của nó là 1,250 kg nha anh em. 1,250 kg, rất là dày dặn luôn. Nó anh em nào cần những cái cặp cảo nó chất lượng ha, dày dặn, anh em có thể tham khảo qua cặp này. Với cái độ mở rộng hàm khá là lớn nha. Mã số 30, clip số 60 ạ, giá là 470.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 31. Em có một cây mở lết răng cổ của nhà Trimo. Đây, cây này thì cái tuổi thọ nó rất là lâu đời rồi. Cái chất thép của nó thì rất là nặng anh em. Đây, Trimo ha, USA. Cây này thì tính đến thời điểm hiện tại em nghĩ nó mang cái giá trị sưu tầm cho những anh em thích những cái sản phẩm cổ của Mỹ nha. Chất thép thì rất là chất lượng luôn. Cầm lên tay khá là nặng nha nè. Cây này size 18 in, Trimo. Đấy, ngoại hình của nó thì nó không còn được đẹp nữa đâu anh em, nó không còn được đẹp nữa nha. Đó. Tuy nhiên các chi tiết thì em thấy nó cũng nguyên vẹn ha. Này, hàng để lâu ngày không sử dụng nó hơi cứng một tí, anh em thông cảm nha. Đó, phần hàm nó cũng còn rất là ok. Cái này anh em mình mua về chủ yếu là sưu tầm ha, sưu tầm những cái dòng cổ của Mỹ, hoặc là mình cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên nó rất là nặng nha, em báo trước là nó khá là nặng tay. Hoặc là anh em mình thích những cái chất thép nó cứng cáp, anh em có thể mua về mình sử dụng. Chiều dài em đo được là 41 cm nha nè, 41 ạ. Và cái độ mở rộng hàm của nó,
Này, hàm của nó đấy. Hàm trên đẹp nha. Hàm dưới thì có dấu cống nha, làm dấu cống vị trí này ha. Độ mở rộng hàm của nó khoảng là 7 cm ạ. Để tránh mất thời gian thì em sẽ đóng lại sau nha. Anh em thích những cây mỏ lít cổ như thế này, anh em có thể tham khảo qua ủng hộ em nha. Mã số 31 ạ, clip số 60, giá là 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 32. Ở đây em có một số cây móc nha, em có một số cây móc. Con này là hàng của Trung Quốc nha nè, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Đây, thông tin của nó là những con này là hàng mới hết, chưa qua sử dụng. Hàng Trung Quốc nhưng mà em thấy nó rất là dày dặn luôn nè. Rất dày dặn và cái nước sơn của nó rất là đẹp nha. Nước sơn rất là dày, cảm giác mình cầm vào nó cứng cáp lắm. Thì em thấy nhiều anh em mình hay treo các cái đồ nghề của mình á. Thì em cũng giới thiệu qua, anh em thấy anh em nào không... có anh em nào không có với không có nói chung là anh em nào mình cảm thấy thích thì mình mua về mình sử dụng nha. Tại vì em biết là sẽ nhiều anh em không thích hàng Trung Quốc, tuy nhiên em thấy con này thì còn ok. Thì nếu mà anh em nào thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì anh em ủng hộ ha. Đây, con này là hàng Trung Quốc xuất Nhật nên là anh em sẽ thấy trên này nó là chữ Nhật nha. Các cái thông tin của cái sản phẩm nó là chữ Nhật. Tuy nhiên nó là hàng được sản xuất tại Trung Quốc nha, Made in China. Đó. Rồi, cấu tạo của nó thì một cái chốt như thế này ha. Đó. Ở này có ốc này, để cho anh em mình có thể bắn ốc, bắn mu lông lại này. Đó. Rồi, ở này nó có một cái móc ở trên như thế này. Rồi, ở dưới thì nó có hai cái móc này. Đó. Và nó được bọc cao su ở phần đầu hết cho anh em. Tất cả những cái này đều như vậy hết nha. Đó. Nó giống nhau hoàn toàn hết ạ. Rồi kích thước này, tổng chiều cao thì em đo được là 8 cm ha. Còn cái chiều dài của móc này đi ra như thế này là 6 cm này. Cao lên thì khoảng là 3 cm ạ. Cái này nó dài ra thì khoảng 2,5 cm nha. Và cái độ rộng của cái này là khoảng là 3,5 ly. 3,5 ly. Rồi, rất là dài dặn luôn. Thì em đang có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cái này. Em đang có 13 cái. Hiện tại nhà em cũng đang sử dụng để treo đồ đó. Thì em thấy rất là ok luôn. Nếu mà anh em nào mình thấy nó phù hợp thì anh em ủng hộ ha. Đấy. Em cũng còn 13 cái thôi. Hết đồ để treo rồi nè. Thì em chia lại cho anh em nào mình về mình sử dụng. Anh em chốt thì báo giùm em mã 32, giá 100.000 ha. Về mình treo đồ mình sử dụng. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 33 thì em có một cái dao cắt ống của Mỹ nha, hãng Rigid ạ. Đây, con này thì hình thức nó nguyên vẹn hết anh em nha. Đây, một cây cắt ống nhỏ mình mang đi bỏ túi rất là tiện luôn. Phần lưỡi cắt của nó cũng rất là đẹp nha. Này, hoạt động là ok, ngon lành. Các chi tiết là ok hết nha. Ở trên này nó sơn anh em, người dùng trước họ sơn cái màu xanh xanh, họ làm dấu á. Rồi, phần lưỡi đây ạ. Đó, lưỡi là còn rất là ok nha anh em. Rồi, anh em mình vặn vặn vào, mở ra là trơn tru ngon lành luôn. Đây ha. Rồi, con này thì em đo được chiều dài của nó là
5,3 cm nha, 5,3 cm, rất là nhỏ gọn nha. Chiều lên này thì khoảng là 3,5. Rồi, em mình thợ điện lạnh nhịp, thợ làm về điện lạnh đó, cắt ống đồng đó, để anh em thấy phù hợp và ủng hộ em. À, em quay ra bên này cho anh em thấy được cái hãng của nó nha. Hãng Rigid, hàng của Mỹ, rất là chất lượng luôn. Mã 33, clip số 60, giá 200.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 34 thì em có một cây búa dạng nhiều chi tiết anh em, một cây búa và bên trong nó có nhiều cái mũi vít á, được rất là nhiều anh em mình chuộng ha. Anh em lưu ý giúp em con này búa rất là nhỏ nha, búa mini, dùng để mình làm hàng thủ công thôi nha anh em. Đây, búa mini, búa nhỏ thôi nha. Con này thì chất liệu thép và được mạ đồng bên ngoài. Nó có cái màu vàng nhẹ nhẹ như thế này. Đây. Hình thức thì con này em thấy cũng còn khá là đẹp nha, còn khá là đẹp. Nguyên vẹn luôn. Đấy. Nhỏ nhắn rất là dễ thương anh em. Rồi, ở đây thì nó có một cái đầu búa ha. Bên trong phần cán này nó sẽ có một cái tua vít dẹp. Đây, một cái tua vít dẹp. Rồi, phía bên trong nữa thì nó có thêm một cái mũi vít ba ke nè. Rồi, một cái mũi vít dẹp. Rồi bên trong lại có thêm một cái mũi vít dẹp nhỏ nữa nè. Đó. Như vậy nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 chi tiết như thế này ha. Và cái phần chốt. Rồi, khi thì anh em mình kết nối lại nha. Đấy. Nó đầy đủ chi tiết hết anh em, không bị thiếu hay là mất sót cái chi tiết nào cả. Cái cạnh vít còn rất đẹp nha. Rồi, lúc này thì nó thành cái búa ha. Rất là nhỏ nhắn, chiều dài của nó chỉ khoảng là 19 cm thôi nha nè. Mặt đóng thì có một số dấu khờn nha, một số dấu khờn nhẹ trên bề mặt nha. Đầu 7 nhổ đinh ở đây. Rồi, mặt đóng thì đường kính của nó là 1,5 cm ạ, 15 ly á nè. Rất là nhỏ, nó chỉ khoảng vài trăm gram thôi. Một trăm chín mươi gram nha, chưa được 200 gram, rất là nhỏ nha anh em lưu ý. Nếu anh em nào mình thích về sưu tầm hoặc là mình trưng bày gì đó, hoặc là dùng làm đồ hang mắt gì đó, thì anh em có thể tham khảo qua mã 34 clip số 60, giá 200.000. Em qua mã tiếp theo. Mã 35 giới thiệu anh em mình là một cái kẹp hàng nha. Này, con này hình thức còn rất đẹp luôn anh em. Hàng nội địa Nhật nha, chuẩn hàng nội địa Nhật, logo Zit được dập nổi đây. Này, nó là chữ Nhật với ký hiệu ha. Rồi, hình thức còn rất đẹp ạ. Các chi tiết em thấy hầu như là còn nguyên vẹn hết nha nè. Đây, phần cán thì nhựa ha. Nhựa cách nhiệt, chịu lực gì đây rất là ok. Bên trong phần lõi đồng đây. Đó, không có dấu hiệu bể nứt gì hết nha nè. Bề mặt thì bề bên này nó dính cái nước sơn á, sơn nước á nè. Người ta xịt sơn á, nó có những cái lấm tấm của sơn thôi. Đây, à tên hãng của nó đây nè. Tanakaseki ha. Rồi, cầm lên tay rất là chất lượng luôn, rất là dày dặn luôn nè. Miệng hàm của nó là bằng đồng nha. Miệng hàm con này rất đẹp, con này có thể là hàng dùng lướt thôi, rất ít sử dụng, rất đẹp nha nè. Lò xo thì kẹp rất là chắc luôn nha. Ngoại hình xung quanh đẹp nha, không có dấu hiệu bể nứt gì hết ạ. Này, con này anh em mua về sử dụng là ngon lành. Tổng chiều dài của nó em đo được là 23 cm ạ. Rồi, anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Mã số 35, clip số 60, giá là 350.000.
Và đây cũng là cái mã cuối cùng trong các cái sản phẩm em bán video hôm nay ha. Anh em mình theo dõi thấy món hàng nào ưng ý anh em ủng hộ em bằng cách chốt hàng qua số điện thoại hoặc là Zalo của em nha. Rồi, cảm ơn anh em ạ.